Xin chào, chúng ta hãy trở lại với Now We Are Breaking Up thôi nào. Bắt đầu thôi, tuần này sẽ có nhiều điểm hấp dẫn để nói đây. Ở tập trước chắc hẳn sẽ để lại rất nhiều câu hỏi vì sao đúng không? Câu hỏi cho cuộc tình giữa em trai và chị dâu Hùng. Khi Jong-un và Ye-gook đã mở lòng và đến với nhau, nhưng những sóng gió cũng đã bắt đầu ập đến. Tập 7, mọi thứ dần trở nên gay cấn hơn khi Shin-yu-jun sẽ làm một trong những trở ngại lớn tới mối quan hệ hiện tại của cặp đôi. Trong một buổi ăn tối với Ye-gook và mẹ, người chị Yu-jun luôn cố tình gợi nhắc nhiều về Jong-un, cũng như khiêu khích mẹ của Ye-gook hỏi về bạn gái của mình. Gây khó dễ tới Ye-gook chưa đủ, Yu-jun còn làm phiền cả Jong-un. Jong-un nhận được tin nhắn từ số điện thoại từng được bạn trai đã qua đời sử dụng. Yu-jun chính là người đứng sau tất cả phá hoại tình cảm của Ye-suk và Jong-un, thậm chí cô còn hẹn Jong-un đến nhà. Tại đây, Yu-jun tiết lộ mối quan hệ thân thiết giữa mình và Ye-gook, đồng thời bất ngờ nhắc đến tình cũ Su-wan. Khi biết đến sự thật về đoạn tin nhắn, Ye-gook đã đến chất vấn Yu-jun vì đã dùng điện thoại cũ của Su-wan làm phiền Jong-un. Ngay lập tức, Yu-jun đã uy hiếp Ye-gook sẽ kể cho mẹ anh nghe việc Jong-un là người yêu cũ của Su-wan. Tuy nhiên, để kết thúc sự quấy rối của Jong-un, Ye-gook quyết định sẽ gọi điện nói với mẹ về cô bạn gái Jong-un của mình. Ở một diễn biến khác, cặp đôi hài hước Do-hoon và Ji-suk cũng tiến triển khá bất ngờ. Cả hai lại cùng nhau đi uống rượu giải sầu và Ji-suk tiếp tục say khướt và để Do-hoon phải đưa về đến tận cửa. Cô thậm chí còn không nhớ mật khẩu nhà mình và để Do-hoon bấm chuông cửa. Không phải con rể tương lai mà lại thấy người đàn ông lạ mặt đưa con gái về trong tình trạng say xỉn, bố của Ji-suk đã vô cùng sửng sốt. Tập 8, tiếp nối cuộc gọi Ji-guk và mẹ mình. Mẹ Ji-guk đã vô cùng bàng hoàng khi biết được sự thật về người yêu của con trai. Bà đến thăm mộ của Su-wan để tâm sự với người con quá cố. Chứ dừng ở đó, bà còn gây sức ép lên Ye-gook. Tuy nhiên, anh đáp lại bằng câu trả lời thẳng thắn về tình cảm của mình, bằng mọi giá phải ở cạnh Jong-un. Cả hai dính nhau như Sam từ công ty cho đến về nhà, cặp đôi đã thống nhất sẽ hẹn hò vào cuối tuần. Cảnh giống hệt 10 năm trước lại lặp lại, Jong-un đứng chờ người yêu giữa lúc trời mưa. Tuy nhiên, lần này khác với quá khứ, Ye-gook đã bất chấp trời mưa, chạy đến chỗ cô ngay sau khi xong việc. Dù phải giữ kẻ trước ánh mắt của bố Ji-suk, nhưng Jong-un và Ye-gook vẫn tìm cách thể hiện tình cảm với nhau. Những viễn cảnh tốt đẹp lại diễn ra không được lâu khi Ye-gook thông báo với Jong-un rằng anh sẽ lại sang Pháp một thời gian và muốn đi cùng Jong-un. Song song với những tình huống gây cấn của bộ phim, bệnh tình của Ji-suk, người bạn thân Jong-un, ngày càng nặng. Trong lúc cô đau đớn, người chồng Su-ho lại đi ngoại tình với cô gái trẻ khác và suốt ngày buông lời chỉ trích vợ mình. Những áp lực từ công việc, Jong-un dường như lại càng tuyệt vọng hơn khi biết được bệnh tình của bản thân Ji-suk lúc này. Trong những ngày qua, Ye-gook đã đi Paris nên không ở cạnh cô. Nhưng khi vừa gọi điện tâm sự, anh ấy đã đứng trước cửa nhà Jong-un. Nỗi nhớ và niềm xúc động khiến cô ấy bật khóc chạy đến ôm Ye-gook. Đây có thể là điều Jong-un cần nhất lúc này khi những áp lực đang dồn nén. Sau những chuyện gây ra, Yu-jun có vẻ vẫn chưa hài lòng. Cô bắt đầu ra tay khiến cuộc sống và công việc của Jong-un gặp nhiều khó khăn. Với sức ảnh hưởng của mình, Yu-jun nói rằng không muốn đến cửa hàng nơi trưng bày những thiết kế của Jong-un, khiến thương hiệu Sono lại tiếp tục lao đao. Không những thế, việc Ye-gook nói với mẹ về người yêu cũng khiến anh chịu áp lực tâm lý từ cả Yu-jun và mẹ mình. Vậy cả hai sẽ phải đối mặt như thế nào để có thể tiếp tục đến với nhau? Những tác động xung quanh liệu có khiến Jong-un một lần nữa bỏ cuộc? Hãy mở ngay VOn để xem tiếp nhé. Kể tới đây thôi, và đừng quên Now We Are Breaking Up phát sóng vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên siêu ứng dụng VOn nhé. À hi hi. Bây giờ chúng ta đang chia tay, phát sóng vào lúc 23 giờ 10 phút thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên VOn, tải app ngay.